Thưa quý vị, hiện nay Đà Nẵng đã xác định công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số là một trong những mũi nhọn phát triển. Lĩnh vực này cũng đang là thế mạnh nổi trội của thành phố những năm qua trong thu hút đầu tư. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng hơn 44.000 dân lực công nghệ thông tin. Số lượng sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin cũng chiếm đến 17% tổng số sinh viên trên địa bàn. Với nguồn nhân lực khá dồi dào, cùng chính sách cởi mở, khuyến khích phát triển lĩnh vực công nghiệp ICT, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số, Đà Nẵng hiện nay chính là điểm đến đầu tư hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin trong và ngoài nước. Ubisoft is coming in Da Nang, Vietnam back in September. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn của Đà Nẵng và cả Việt Nam về nhân lực công nghệ thông tin, cũng như hệ thống mạng lưới các trường đại học hàng đầu của cả nước tại đây, và định hướng của thành phố trong việc xem công nghệ thông tin là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng tại đây. The People's Party, the committee have done an excellent job preparing the university. Tôi cho rằng sự gắn kết chặt chẽ giữa các trường đại học và các doanh nghiệp đã giúp cho Đà Nẵng có được một đội ngũ lao động khá dồi dào và chất lượng. Chính điều này đã hỗ trợ rất tốt cho sự phát triển của kinh tế địa phương, nhất là ở lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao. Cùng với đó, các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công viên phần mềm tại thành phố đang tiếp tục được duy trì và đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đà Nẵng cũng là địa phương chịu năm dẫn đầu của cả nước về các chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, thành phố đang triển khai đề án Thành phố thông minh với lộ trình rõ ràng, kỹ lưỡng, được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận và làm một điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư. Thành phố Đà Nẵng thì có một cái lợi thế rất lớn là nhiều năm đã được dẫn đầu trong cái đánh giá về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố Đà Nẵng cũng là một trong thành phố mà có cái việc triển khai rất sớm và thành công chính phủ điện tử. Thì cả hai cái điều đó dẫn đến một cái cơ sở đầu tiên để giúp cho câu chuyện là cái triển khai thành phố thông minh được thành công. Chúng ta thấy rằng với sự quyết tâm của lãnh đạo thành phố, với hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh, với sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, thì chúng tôi tin tưởng rằng quá trình chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến chắc chắn sẽ thành công trong thời gian sớm nhất. Theo thống kê, trong những năm qua, dù cho COVID-19 diễn biến phức tạp và đem đến nhiều cam màu tối cho bức tranh kinh tế xã hội, thì lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn tiếp tục giữ được đà tăng trưởng và là một điểm sáng của thành phố Đà Nẵng. Doanh thu ngành công nghệ thông tin tại đây có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp 8,2% GDP của thành phố trong năm 2021 và là một trong những trụ đỡ chính cho tăng trưởng chung của Đà Nẵng.